tâm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 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 Nam mô Nam mô Bồ Tát.
hộ cứu nạn, linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, hóa thân Bồ Tát Quan Âm, lắng nghe tiếng khổ thân lâm độ đời, kính lạy ngài Đức Bồ Tát Quán Âm. Nguyện xin nguồn nước từ bi vô lượng vô biên của Bồ Tát thấm nhuần đến tất cả mọi loài, cầu cho không ai còn ác tâm mà làm cho ai phải đau khổ, không ai còn hận thù tham vọng cùng si gây cảnh đảo điên. Nguyện cho trái đất này hưởng được niềm hoan ca hỷ lạc, thế giới luôn hòa bình. Chúng con xin đem tình thương mà đáp trả với mọi oán cừu, đem hỷ lạc mà ứng xử với mọi tị hiềm. Xin cho chúng con được sống trong an toàn và hạnh phúc, thoát khỏi mọi bệnh tật lo âu phiền muộn, thoát khỏi mọi sợ hãi và giận dữ. Nguyện cho tất cả đối xử với nhau bằng tấm lòng từ ái và sự tử tế, để không còn ai còn làm cho ai phải đau khổ. Nam mô Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cầm ngọn nến trên tay, chúng con xin nguyện từ đây sẽ cố gắng trau dồi đạo đức, tập sống cuộc đời vị tha có ý nghĩa. Nguyện tránh xa những điều tội lỗi, tinh cần làm các điều lành, biết tha thứ và bao dung tất cả mọi người. Nguyện đem câu từ bi đi vào cuộc sống, xóa tan hận thù oan trái đang tràn ngập, ngự trị trong ý nghĩ, lời nói, hành động của mỗi người, để cõi đời luôn an lạc hạnh phúc. Nguyện cầu Bồ Tát Quan Âm từ bi phổ độ chúng sanh an lành, bệnh tật chướng nạn tiêu nhanh, tu thân hành thiện phước sanh ngàn đời. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Thank you.
lòng con phơi phới sẽ chia cắm nơi toàn thể đệ tử chúng con
Bye.
Quang âm như lai
Thank you.
năm hồi đó. Quý vị hỏi chúng tôi tuần rồi có một ni sư mà không biết tên, ở đây là ni sư Như Chánh trụ trì chùa Quy Lâm ở Phước Vận. Mời sư. Còn ni sư. Ni sư Trung Hiếu có ai biết không? Ai biết không? Ni sư Trung Hiếu trụ trì tu viện Bồ Đề ở bên California. Sợ quý vị quên cho nên nhắc. Kính thưa đại chúng, hôm nay nhân ngày lễ quý chúng con theo ông Bồ Tát. Với sự hiện diện của ni sư Trúc Hiếu, chúng tôi xin mời ni sư Trúc Hiếu vì đại chúng chia sẻ cho đại chúng một phần pháp thoại nhân ngài biết Đức Quan Tâm Bồ Tát A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta có duyên lành về đây cho phép vị đại đặc biệt để chia sẻ với quý vị cái phần pháp thoại ngắn. Thì sáng giờ quý vị có một số vị quý vị biết 8 giờ đã lên tụng kinh Lăng Nghiêm rồi, cho nên quý vị tu mà nói là tu đắc của kiểu dạ. Còn con số tháng 9, quý vị biết tại sao có con số 19 tháng 9 không? 19 tháng 9 rồi 19 tháng 2 là với Bồ Tát Quan Âm gì? Đản sanh, ngày Khánh Đản là ngày đản sanh. 19 tháng 9 là Bồ Tát Quan Âm gì? Xuất gia. 19 tháng 6 là Bồ Tát Quan Âm thành đạo. Cho Minh Dũng tràng có tay giỏi.